đoạn 2. Một ngày kia, các thiên sứ đến chầu Chúa. Satan cùng đến với chúng chầu Chúa. Chúa hỏi Satan, ngươi từ đâu đến? Satan đáp lời Chúa, tôi đi quan sát đây đó, qua lại khắp nơi trên địa cầu. Chúa hỏi Satan, ngươi có để ý Gióp, tôi tớ ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Hơn nữa, Gióp vẫn giữ được sự trọn lành, dù ngươi có xin ta hại người vô cớ. Satan đáp lời Chúa, gia đền gia, người ta sẽ giao mọi sự mình có để đổi lấy mạng sống. Xin Chúa đưa tay ra, hại đến chính xương thịt Gióp, chắc chắn ông sẽ nguyền rủa Chúa ra mặt. Vậy Chúa bảo Satan, này, ngươi được quyền hại Gióp, nhưng ngươi không được đụng đến mạng sống người. Satan lui ra khỏi sự hiện diện của Chúa và gây cho Gióp bị ung nhọt, nhức nhối từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Bây giờ Gióp đang ngồi giữa đống tro. Gióp lượm một miếng sành để gãi mình. Vợ Gióp hỏi, ông vẫn giữ được sự trọn lành sao? Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi? Nhưng Gióp đáp, bà nói như một người đàn bà ngu muội. Ơn phước Đức Chúa Trời ban chúng ta nhận, còn tai họa lẽ nào chúng ta không nhận? Trong mọi việc ấy, Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời. Ba bạn của Gióp nghe tin ông bị tất cả những tai họa ấy, họ hẹn nhau mỗi người từ quê mình cùng đến chia buồn với Gióp và an ủi ông. Ba bạn đó là Elipha người Thê-man, Bin-đát người Su-a và Sô-pha người Na-a-ma. Từ xa họ ngước mắt lên, nhìn thấy Gióp, nhưng họ không nhận ra ông. Họ liền khóc lớn tiếng, mỗi người xé áo mình, hất bụi đất lên trời và rải trên đầu mình. Họ ngồi bệt xuống đất với Gióp suốt 7 ngày 7 đêm, không ai nói với ông một lời nào, vì họ thấy ông đau đớn quá nhiều.